Và kính thưa quý vị, chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi xin nhắc đến con số 6 tỷ. Lợi nhuận quý 2 của tập đoàn hàng tiêu dùng Macy's là 6 tỷ đô la, giảm 1%. Cổ phiếu của hãng này cũng giảm theo, gây thất vọng cho các nhà đầu tư. Macy's cho biết họ buộc phải giảm giá để khuyến khích người tiêu dùng ở tầng lớp trung lưu tiếp tục mua hàng. Điều này là nguyên nhân chính của sự sụt giảm lợi nhuận. Điều đáng mừng là doanh thu Bloomingdale's của chuỗi cửa hàng thời trang thuộc tập đoàn Macy's không có dấu hiệu giảm mà vẫn đang trên đà phát triển. Sau một mùa hè ảm đạm thì Macy's đang đặt hy vọng vào mùa tựu trường sắp đến.